Hôm nay tôi chia sẻ với bạn chủ đề tôi có mong tìm chị gái 65 tuổi, sinh vào tháng 5 năm 1960, chưa có đặt tên, đã cho ở khu nhi viện Cần Thơ. Thì rất nhiều video tôi đã đăng tìm với người thân, đây là người chị, người thân của tôi. Rất mong các bạn sẽ có thông tin này và các bạn giúp đỡ dùm. Tôi chân thành biết ơn và xin hậu tạ. Thì chị gái sinh vào ngày khoảng thứ sáu, ngày 10 tháng 6 1960, ngày 17 tháng 5 năm Canh Tý. Thì nơi sinh chị là ở tại chợ Cái Côn, nay là thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Thì được 3 ngày tuổi đó, thì khoảng vào ngày thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 1960, tức ngày 19 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch đó, thì bà cố của chị là bà Nguyễn Thị Sắc, sinh năm 1983, lúc đó bà khoảng 67 tuổi. Bà đến cô nhi viện Cần Thơ nhờ nuôi dưỡng. Lúc đó chị được quấn cái khăn sọc đen trắng. Thì do nhiều lý do gia đình hai bên mà cuối cùng là mẹ chị buộc phải trao chị cho bà cố để đem cho chị ở cô nhi viện Cần Thơ. Thì tôi đã đến tìm trình bày thông tin liên quan tại nhà thờ An Thạnh, Ninh Kiều, Cần Thơ nhiều lần, rồi gửi thư đến trung tâm nuôi trẻ mồ côi nhiễm chất độc dioxin Cần Thơ, trước đây là cô nhi viện, nhưng chưa có kết quả. Và tôi đã gửi thư rất nhiều nơi, bằng tôi đã gửi thư rất nhiều nơi, tôi cũng đã gửi thư rất nhiều nơi, rất nhiều nhà thờ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chưa có kết quả, nhưng vẫn chưa có kết quả. Thì có thể ngày nay đó, thì chị là tín đồ Thiên Chúa, hoặc là chị có thể tu ở các nhà thờ. Thì do thất lạc đã 65 năm rồi, thì rất mong quý vị giúp đỡ tìm ra chị. Quý vị ai có thông tin giúp dùm, chị gái 65 tuổi, cô nhi viện Cần Thơ vào tháng 5 năm 1960, hiện đang ở đâu đó, thì tôi xin hậu tạ. Thì xin liên hệ Lê Văn Thư ở Cần Thơ, số nhà là 23B sạc 1, khu vực 3, phường An Bình, quận Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0989 577 088. Xin hậu tạ. Thì qua video này, các bạn cũng rất mong các bạn giúp đỡ. Các bạn biết thông tin, hoặc các bạn biết ai đó, các bạn hướng dẫn. Tôi chân thành biết ơn, cảm ơn các bạn vô cùng. Hy vọng rằng quý vị có biết được cái manh mối hoặc thông tin nào đó. Chúng tôi thì chân thành cảm ơn vô cùng. Đây là một cái nỗi niềm mà cái nguyện vọng cũng mong muốn từ lâu, nhưng mà cũng đã 65 rồi, năm rồi cũng chưa tìm được. Hy vọng là những quý vị đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, quý vị ở nhà thờ, hoặc là có thể sau năm 75 cũng có thể là chị được cái đối tượng được những cha mẹ nước ngoài sinh cho nước ngoài nuôi đó. Thì tôi cũng đăng nhiều trên Facebook, rồi trên TikTok, rồi YouTube, rồi Instagram, rồi OK, rồi Quora, rồi Twitter, rồi blog đó. Thì rất nhiều trang mạng, xin quý vị nếu có thấy được thông tin thì quý vị cũng kết nối chia sẻ. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Nếu khi mà thành công thì xin hậu tạ, vô cùng biết ơn, cảm ơn quý vị, cảm ơn rất nhiều. Tôi xin lặp lại quý vị là đang tìm chị gái sinh vào khoảng tháng 5 năm 1960, tuổi Canh Tý. Thì chị mới 3 ngày tuổi thôi,
thì bà cố đã cho chị vào khoảng ngày 13 tháng 6 1960, tức nhằm ngày 19 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch, thì chị năm nay khoảng 65 tuổi đó bà. Thì bà cho chị là cái người bà cho chị là bà cố của chị là bà Nguyễn Thị Sắc, sinh năm 1863, lúc đó bà khoảng 67 tuổi, cho cô nhiều huyện Cần Thơ. Thì lúc đó chị được quấn cái khăn sọc đen trắng. Thì ai biết thông tin này hoặc ai có cái đầu mối xin chỉ dùm, tôi vô cùng biết ơn. Và hiện nay tôi đăng rất nhiều trên Facebook, rồi trên TikTok, trên YouTube, các mạng xã hội khác, Instagram, Telegram, Snapchat, rồi Twitter, OK, blog, rồi tum, rất nhiều. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Cảm ơn quý vị.